Chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game đấu trường chân lý Bobby nha. Chảo vàng. Không, tao không lấy chảo luôn. Bây giờ mình ignore luôn. Tao ignore hết tất cả những thứ mà chảo, sẻng, đồ biến, cút, không có thèm dùng. Khi nào mà tụi bay đưa thì tao lấy thôi. Chứ còn không là tao không bao giờ đứng vô cái vòng nữa hết. Có chảo, có sẻng hay là bất cứ cái gì nấu dừa xương hay là cái gì đó không cần biết. Tao không có đứng vô trong đó. Bây giờ mình với nó tụi nó là không có đội từ chung phải không? Quá tệ rồi. Cái meta này là cái meta số số thằng nào to nó chơi hả? Đúng kiểu là thằng nào số nào cho là hai bộ giống nhau luôn, nhưng mà chỉ to hơn thôi là ăn tiền. Rồi còn mới update nữa thì phải đá đạn luôn, update dữ gì? Update dữ gì không hiểu kiểu gì luôn á, chứ update cũng vừa vừa chứ update mà đọc không kịp luôn á. Bây giờ nó hình như là mới update sáng hôm nay là mới có update một cái bản nhỏ nữa, bản 14, 19, nhưng mà chỉnh sửa cơ bản thôi chứ không có nhiều bằng cái bản trước. Nhưng mà cũng được, cũng nhiều vậy, tính ra là cũng cũng cũng, cũng cơ số quá nha. Cơ số đó mà nghe nói là búp con Syndra dữ lắm. Mà sáng giờ không thấy ai chơi. Không thấy ai chơi Syndra, có vẻ như là chắc là chưa chưa có kiểu giống như là sao? Chưa có kiểu con bài nào mà nó hợp lý hay sao chứ? Ôm thần chú thì bài thần chú hình như là bị nép hay sao, có vẻ như là ít người chơi. Nhưng mà con Syndra thì nó khỏe, thì Syndra thì bạn biết rồi đó, lúc trước thì nó đã khỏe rồi, sau nó bị nép, tại vì đúng là nó rác quá mà, thì nó bị nép sức mạnh là nó nép xuống, nép cái nép quá đà. Nép quá đà làm sao, nép quá đà là sao, là không ai chơi nữa luôn. Là không ai chơi luôn, cái bắt đầu búp búp một lần cũng không ai chơi, búp lần nữa. Lần này búp thêm một lần nữa, rồi ba lần rồi. Một lần giảm bằng ba lần búp sức mạnh, nhưng mà vẫn có vẻ như là chưa có nhiều người chơi. Ác thiệt luôn, đúng là Rheos mà nó đã cân bằng thì là chỉ có chết thôi. Một là sao, nó cân bằng một phát cái con tướng đó không ai địch lại luôn, không ai đánh lại luôn, còn một phát mà nó đã nép thì thôi khỏi ai thèm chơi luôn. Kiểu là giống vậy đúng không? Búp là một phát là tao đẩy với một phát lên tới nóc. Ôi đường nung nè. Ở đường nung này chơi hoài cũng cái đường nung bây giờ là không ngon các bạn ơi. Ồ đường nung thấy vậy chứ không ngon đâu, cho nên là thôi không lấy đường nung. Mình sẽ để cái Pandora lại để mình xoay hai cái này coi nó có cái gì. Nếu mà nó có ui can trường. Không không ăn thua. Không ăn thua. Pandora là rõ. Pandora là rõ cái rồi, cái chảo nó dài như thế thì ngon quá nha. Chảo đồ này kia bây giờ chảo sẻng mà tùy theo bạn muốn lấy cái nào thôi. Có Pandora rồi thì chảo với sẻng là giống nhau. Giống nhau, chỉ chờ một lượt thôi là bạn muốn kiếm cái gì cũng được hết. Bạn có chảo bạn muốn kiếm sẻng cũng được, bạn có sẻng bạn muốn kiếm chảo cũng được hết luôn. Chủ yếu là chờ một lượt là xong. Đó, coi như mà bây giờ nó bị một cái là sao? Chưa biết đi đồ hình gì cho nên chưa dám ghép đồ, mà cứ để nó đi cho nó biến qua biến lại cho nó vui. Cứ để đi nó đi cho nó biến qua biến lại cho nó vui chứ cần chi phải gấp đúng không mày? Nó cứ biến qua biến lại cho nó vui là được rồi. Hồ quá. Dạo này bệnh bạn ơi, mưa quá. Đi làm gì mắc mưa. Đi làm mắc mưa mấy bữa bệnh luôn. Nó bị sổ mũi. Mình hay bị vậy tại vì mình bị viêm mũi dị ứng từ hồi cấp 3 rồi. Cấp 3 đạp xe đạp đi học á, đi về mưa đâu có chịu mặc áo mưa đâu. Đạp về luôn cho nên là nó bị viêm mũi hồi xưa tới giờ. Bây giờ mỗi lần mà đi dầm mưa, không mưa không dầm mưa thì thôi, ở ngoài trời mưa gió gì đó không cần biết, miễn là mình ở trong nhà là ok không sao hết. Nhưng mà chỉ cần đi ra dầm mưa chừng nửa tiếng đồng hồ thôi, chút xíu là bạn thấy liền. Chút xíu là thấy liền, thấy hậu quả liền. Cái đó là do hồi trước đi học mà không chịu. Là thường thường á, nếu mà đi học á, mà nếu mà không mặc áo, không mưa thì đi đạp gì bình thường đâu. Mưa một là người ta mặc áo mưa, hai là người ta trốn, người ta không đạp về, từ từ người ta về đúng không? Không, mưa thì tao chỉ lấy cái áo mưa mình gói vô cái cặp, gói cái cặp lại xong rồi cái là mình đi về đạp mưa vậy. Vậy mà đạp về nó sướng lắm bạn. Hồi đó nghe thì nghe nó đã lắm, nghe nó mát mà. Sau rồi cái vài năm vậy là cái nó bị viêm mũi luôn. Rồi thua luôn. Ôi, tính ra con bu quýt này vào dạo này ngon nha. Cái con bu quýt dạo này ngon á, nó có cái bộ mà tiên phong á. Cái bộ tiên phong, cái bộ đó nó sẽ con bu quýt nó đi với bộ 6 tiên phong mà đưa full đồ cho con bu quýt á. Nghe cũng hay nhờ. Nghe cũng hay á.
Bài này thì giờ đưa cái này vô để coi mình đi cái gì, nhưng mà có vẻ như bài đó setup quá hình nghe hợp lý. Setup quá hình nghe hợp lý lắm luôn. Đó thấy chưa? Có rồng hai, có nhện hai, có con Sylvana, có con Echo, Neko ở đây thì nghe cũng hợp lý. Rồi để im đây coi từ từ như thế nào nếu mà đi. Bây giờ cái đội màu hóa hình rồng lúc nào nó cũng ngon. Tóm lại là nó giờ nó ok lắm bạn ơi. Không có chê vô đâu được luôn. Gần như là bây giờ vô một trận bạn phải bèo lắm, bạn gặp hai thằng nó chơi đội hình này, đúng chưa? Bèo lắm thì bạn gặp hai thằng nha, còn nếu mà nhiều hơn thì có thể là ba thằng luôn chơi đội hình hóa hình đó. Cho nên là bây giờ nếu như mà bây giờ bạn muốn KS bài này thì đa phần giai đoạn đầu á thì bạn phải có con bài nó cứng cứng hai sao hết, rồi về cuối để làm gì, có 5 tiền. Thằng nào có 5 tiền trước thì thằng đó ngon. Thằng nào có 5 tiền trước thì đó ngon. Ông bài quá hình rồng thì lúc nào nó cũng nằm ở trong cái top đội hình mà có thể chơi được. Lúc nào cũng vậy bạn, chưa bao giờ nó từ hồi mà update 10 14.17 thường ấy nha, là nó đã bắt đầu là nổi lên rồi. Nổi lên rồi chơi tới bây giờ luôn, cảm thấy nó chưa yếu đi bạn. Miễn là bạn đủ xanh, bạn đủ xanh bạn kiếm được 5 tiền là ok liền, là gần như là không có một cái ai có thể kiểu giống như là thì có thể là nó không phải là một cái đội mạnh nhất ở trong tất cả những cái đội hình của bạn có thể chọn, nhưng mà nếu như mà bạn lên được sớm và có rồng 5 tiền sớm và con Rayard sớm á, thì gần như là chúng ta sẽ có một cái đội hình ok chơi được trong cái thời gian này luôn. Này bây giờ chúng ta có bốn quá hình rồi nè. Nếu được thì mình có thể lấy cái này đưa vô đóng đóng bốn quá hình luôn nè, thấy chưa? Ngon chưa? Đó, bởi vậy lấy luôn con Zeke này thì chút xíu nữa mình bán đi. Nên bây giờ có đồ nào á mà mình ghép ghép đồ làm gì, ghép mà để cho những cái con về sau dùng á thì chúng ta ghép cho con này đi. Ghép cho con này đi, chút xíu mình đưa cho mấy con khác sau. Chứ để ngoài Pandora nó biến đi biến lại hồi mất công chọn lắm. Lấy ghép trước cũng được, không có gì hết. Ok chưa? Rồi thắng liền bốn quá hình mà trâu, nói về tới bốn quá hình là vô cùng trâu luôn chứ không phải là trâu bình thường. Đặc biệt là nếu bạn có ấn quá hình giống như mình nè thì tám quá hình sẽ là cái mốc mà bạn cần phải có, tại vì tám quá hình bây giờ là 8 với 6 á, nó phải cách xa sao khoảng 3.600 dặm luôn. Nó phải xa nhau cỡ vậy luôn bạn. 6 quá hình nó chỉ tăng máu thôi, không có nhiều. Nhưng mà 8 quá hình nó có hồi máu theo phần trăm máu theo 2 giây nha, 3% máu hồi 2 giây. Quá ngon. Quá ngon luôn, đặc biệt là mấy cái đội quá hình mà nó có máu nhiều hoặc là đồ đồ máu tối đa nhiều hoặc là nó có cái lỗi quá hình đó. Thì thật sự luôn cái lượng hồi máu này tới lúc cuối bạn nhìn nó hồi con Rayard á, không có đánh vô máu con Rayard luôn. 8 quá hình đã 8 quá hình rồi mà con Rayard nó đứng đó nó không chết thì đúng không hiểu kiểu làm sao mà để giết nó luôn. Con đó nó khỏe nữa, một mình nó có thể tác chiến được luôn là cả một đội bạn luôn á. Nếu mà nó thích thì một mình nó có thể chiến cả một đội luôn. Rồi bây giờ thí dụ giống như bây giờ bạn cần giết nó thì bạn cần làm gì? Gần như là khó, nếu mà nó lên được 2 sao mà hóa hình nó có 8 á, thì gần như là giết nó không được. Giết nó không được trừ khi là bạn phải có một cái loại gì đó mà sốc đam hay là bạn CC nó dữ lắm kìa. Thì may ra thì bạn mới có cửa để bạn liên á, chứ còn không là không có. Đánh tới cuối toàn con Rayard còn sống không. Đánh tới cuối là lúc nào con Rayard cũng còn sống, có khi một mình nó gánh 10 trận liên tiếp luôn. Một mình nó gánh 10 trận liên tiếp luôn, không thua trận nào luôn, nhưng mà về chết hết luôn, chỉ có mình nó sống thôi mà nó gánh hết 10 trận luôn. Bởi vậy bây giờ con Rayard nó hơi im ba quá. Mà không biết bản mới thì có chỉnh sửa hay không thì không biết. Nhưng mà con Rayard ngay tại lúc này nếu mà có quá hình đi theo thì con Rayard rất là ok. Và đặc biệt nếu như mà cho ua ăn thịt được nữa thì nó lại tới công chuyện. Chỉ sợ là bạn không có đủ máu cho nó ăn thịt thôi, chứ còn mà bạn còn đủ máu rồi hoặc là bạn là dám liều đó, bạn cho nó ăn trắng máu luôn á thì shit. Con Rayard đó là con quỷ chứ đâu phải là con quá hình bình thường đó bạn. Quỷ quá hình. Một con quỷ quá hình. Thật sự luôn, con Rayard bây giờ cơ bản là lên được 2 sao rồi thì khó giết nó rồi, chứ đừng nói tới việc là nó có đồ nữa. Nhiều ông còn đưa đồ cho nó kiểu đưa đồ bá đạo bãi đạn luôn. Nhiều ông đưa đồ bá đạo bãi đạn luôn. Mấy cái gì quá rồi, cái cuồng đao là chắc chắn là phải có rồi đúng không, sau đó cái gì
bùa thăng hoa. Bạn nhìn con Rayad bùa thăng hoa 8 hóa hình đi vô, bạn nhìn nó đứng một mình nó giống như là con cóc vậy đó, quên con ếch vậy đó, con khiêu vũ chứ quên, y như con khiêu vũ, nó to vậy đó. Nó to vậy mà nghĩ đi, nó đứng ở giữa bàn cờ mà nó che gần hết cái bàn cờ luôn thì nó đấm bạn thì còn gì nữa mà chịu nổi. Nó đấm bạn thì còn gì mà chịu, nó đấm nó chỉ có nước mà gục thôi chứ ở đâu mà chịu gì nổi mà chịu. Thật sự luôn, đấm liên tục luôn mà nó đứng ở giữa bàn cờ nha, mà bạn nhìn thấy nó che gần hết bàn cờ luôn, còn trống có hai phía bên dưới thôi. Rồi vậy thì chơi kiểu gì? Lò rèn thần thoại, túi đồ siêu hùng. À, túi đồ siêu hùng thì cũng ngon. Ấy chà, biến hóa khó quá, lấy thằng lò rèn thôi. Không có, trời, lò rèn này thì đồ tệ quá ta. Đồ vậy đâu có ngon. Thôi vậy bỏ ra bớt, chọn cái đi xong để ra. À, mình chọn cái xong để ra cho Panora nó tự đổi. À, cho Panora nó tự đổi, có gì đâu, chút xíu Panora nó đổi là tự muốn lấy đồ nào là có đồ đó ngay mà, một hai lượt thôi chứ gì, không, một hai lượt thôi, cơ bản không có khó đâu, anh em cứ yên tâm. Đồ tạo tác này kia hay đồ ánh sáng này kia mà cảm giác như không ưng ý á, thì cứ có Panora đưa ra cho nó đổi đi. Ngủ dữ ta. À, uống uống viên thuốc cảm vô bây giờ hơi buồn ngủ. đặc biệt luôn, uống viên thuốc cảm vô là hay bị vậy đó mày, hay buồn ngủ lắm. Ôi trời ơi đất trời, con dứt đằng sau nó ném lọt khe cũng ghê dữ chứ bộ. Con dứt đằng sau nó ném lọt khe văng ra đằng sau không, đằng sau không hiểu kiểu gì ăn bơm luôn. Đằng sau không hiểu kiểu gì tự nhiên ăn bơm vào mình luôn, hay thật. Wow, quá hình thì có đó, bây giờ nếu mà được thì có thể set up 6 quá hình luôn. Thì bây giờ được có thể set up 6 quá hình luôn, nhưng mà bây giờ khoan đã, từ từ. Có cái này phải lấy nè, cái này ngon nè bạn. Cái này chút nữa đưa cho con rồng tiếu lắm, đưa con rồng 5 tiền á, tiếu vô cùng luôn. Đây đây này để mình. Anh em cứ yên tâm, bây giờ mình set up một con bài này trước, đưa vô cho con này nó giữ đồ. À, đưa vô cho con này nó giữ đồ chút xíu nữa mình rút đồ này ra mình đưa cho Rayad hoặc là con rồng 5 tiền sau. Con rồng 5 tiền cầm cái bàn tay đó vô cùng tiếu luôn. Ở trên mạng mình thấy ở trên mạng nó chơi á, mấy ông gọi là Trung Hoa đó, ghép đồ kiểu vải đạn, ghép hai cái này con rồng nó bay nhanh như là gió luôn, hay thật sự. Chà, quá hình vậy thì cũng hơi thiếu đam. Quá hình thì nó hơi thiếu đam so với tụi này thì tiên phong nè, bài này tiên phong là rõ. À, bài tiên phong là rõ, nhìn thấy biết liền rồi chứ gì nữa đúng không? À, bài tiên phong mà có quân quýt gánh cho bạn được đấy, cũng 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 là một gọi là sự sáng tạo đấy chứ. Ok, bây giờ đi chợ gì đó thiệt không, bây giờ nói thiệt mình nhìn vô đây mình không biết mình đi chợ gì luôn, tại Pandora đó mình đã có Pandora rồi thì mình cũng chẳng cần nhớ trang bị làm gì, chút xíu cần xây thì cũng được. Ok, tạm thôi. Ai à, đồ ui à, cái này ngon nè, cái này nó lại rớt, cái này là ngon các bạn, mình đánh giá nó rớt cái thú tượng là hợp lý nha. À, thật sự luôn mình đánh giá rớt cái thú tượng là vô cùng hợp lý trong cái khoảng thời gian này luôn. Xấu quá hình rồi, bây giờ thì giờ chỉ kiếm up cấp hết sức có thể thôi. Bài này thì đép máu nó không không ngon các bạn, thật sự quá hình đép máu nó không ngon đâu. Bài quá hình thì bạn phải có cái gì đằng sau để đép máu, ví dụ như giờ quá hình đi bạn, đằng sau bạn có liên hoàn hay gì đó bạn đép máu đỡ về đầu, còn bài này thì mình chẳng có bài gì để đép máu luôn, cho nên phải dựa vô hết đội này. Mà dựa vô hết đội này thì mình xin khẳng định với bạn luôn, không có thể nào so sánh được cái độ mà ok hơn. Thắng là được em, thắng là được, bây giờ mình không cần yêu cầu thắng to, mình thắng là được, ok, thắng là ok à. Wow, vẫn thắng là được, vẫn thắng là được. Trời đất ơi, đồ đạt chó gì để thấy ghét thiệt luôn. Bây giờ cố gắng up 7, 8 thôi.
8 mới là lựa chọn số 1 bạn ơi, 8 mới là lựa chọn số 1, mặc dù là rồng với lại con Raat đều là tay hết, đều là sát thương tay hết, nhưng mà đồ của này thì con rồng nó cũng cần cuồng đao mà con Raat cũng cần cuồng đao, bây giờ phải làm sao để set up. Nhưng mà mình có Pandora thì mình không có ngại, mình thiếu đồ đó bạn. À, có Pandora thì không ngại thiếu đồ đâu, chút xíu có đồ nào là mình ghép luôn. Con rồng đằng sau cũng phải có cuồng đao, mà con Rayad cũng phải có cuồng đao được. Ok. À, thắng không ta? Trời ơi, bạn thấy không? Ôi con gì kìa. Bobby của nó 3 sao, mà Bobby thì Bobby được nâng cấp nha bro. Ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy. Thua vậy khó quá rồi, không lia được con kia luôn. Bài này thằng này khó thật sự luôn. Bà đánh lâu dễ sợ luôn bạn. Đánh đánh qua đánh lại đúng lâu luôn. Ai ơi, đầu Ron vậy thì chết tôi rồi. Ron đồ vậy thì chỉ có nước mà cút. Ngủ dữ trời, chết rồi, dướng rồi bạn. Nãy biết vậy đừng uống viên thuốc đó, để chơi game xong đi uống viên thuốc vô. Uống viên thuốc vô để cho nó cảm giác nó thông mũi á. Uống vô vậy buồn ngủ, bà cố híp mắt luôn, không không mở mắt được mà chơi luôn. What the fuck, xạo thiệt. Ây da, wow khó nhỉ. Nhưng mà đây có cuồng đao nè. Đồ mảnh mảnh này thì cố gắng dây giữ lại càng càng nhiều càng tốt, chút xíu nữa mà cần cái đồ nào ghép đồ luôn để tránh chút nữa thiếu đồ thì hơi căng. Thiếu đồ là hơi căng nha bạn, thật sự luôn. Đội hình nào thiếu đồ cũng được hết, đội hình này mà nó thiếu đồ hai con carry là hơi khó chịu liền, hơi khó chịu liền. Đội hình nào có thể cứu hộ giống như là thiếu cái này thiếu cái kia còn bỏ vô được, chứ còn hai đội đội này nè, đội hình quá hình nè, rồng này là bắt buộc anh em muốn có cái mà chơi thì bắt buộc anh em phải có 5 tiền. Mà 5 tiền thì lại mà 5 tiền thì biết đâu nó ra không ra nó cũng tùy lắm. Tùy hứng lắm. Hề lên mà mấy mà nhiều con dữ vậy trời. Trời ngủ dữ. Ây da thôi đi rồi. Khó quá. Bài này đép máu hết sức rồi, để lên level 8 thôi. Lên level 8 kiếm con rồng hoặc là con Rayard một cái, xong rồi lên 9 sau. Lên 9 sau. Bài này phải lên 9, tại mình có 8 mô hình thì phải 9 mới được nha bạn. Còn nếu mà không thì chỉ cần lên 8 thôi là bạn đã có đủ chỗ cho cả hai con rồi. Nhưng mà nếu mà đi lên 8 chứ 8 quá hình đó thì phải có level 9. Phải có level 9 và mà nó còn phải là có cái có 5 tiền nó khổ vậy đó. Ok, bài này khó nhưng mà cái này ngon là những người bạn nhỏ rồi. Ok, 4 tướng 4 5 tiền các bạn nhận được máu với tốc đánh. Bài này đã dựa vô hết 5 tiền thì mấy con mà bài reroll mà dựa vô 1 2 tiền đó, thì đấu trường hạng rồi là ngon đúng không? Còn cái này bài mình đã dựa hết vô 4 5 tiền mà, cho nên là pha này thì đội hình mình có 1, 2, chắc cũng khoảng tầm khoảng 3 con 1 tới 2 tiền. 3, 3, 4 con 1, 2 tiền gì đó. Thì chút xíu nữa nó búp cho con Rayad với lại con rồng 5 tiền kia số lượng nhiều. Ổn định, anh hiểu không? Trời đất ơi, cơ bản là vậy. Rồi nào, cho tao hết hiệp này, cái tao lên là 8 rồi. Sau cái game này nó chạy chạy chậm dữ ta. Với lại biết sao không? Dạo này có làm như có hắc đít đó. Cứ gần 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 tới cuối game là bị văng ra ngoài. Gần tới cuối game là bị văng ra ngoài, khó chịu dễ sợ luôn nha. Mà văng ra rồi phải vô lại mấy lần mới vô được bạn, thấy không? Tốn mất 3 4 phút, 5 6 phút của người ta. Và trong game này chơi game có khoảng 40 phút rồi mà tốn hết 5 6 phút. Rồi gì, sao mà chơi, đặc biệt là trên điện thoại nó còn khó nữa. Mỗi lần đít ra ngoài nó còn bấm được, còn nó vô lại nó còn mau. Đít ra ngoài nó mất luôn cái app luôn, là phải mở lại cái app từ đầu. Mở lại cái app xong nó bắt đầu nó hiện chữ lên, xong nó giới thiệu rồi kia nó vô. Vô xong nó bắt đầu nó vô trận, vô trận có trận vô được, trận vô không được. Nó tục vậy chứ. Đội 39 máu. Mẹ buồn ngủ nãy giờ làm phát còn 39 máu rồi. Làm hơi như tỉnh táo rồi.
Nãy giờ mình không để ý cái thanh máu của mình được luôn á, phải nói luôn đúng là chơi game trong cái trạng thái mà 1-2 giờ đêm này thì nó hơi căng nha. Ây da, thôi chết rồi, bài này thì thằng này bài này lạ nè. Bài này khá lạ nè bạn, bài ma thuật này, bài ma thuật, bài ma thuật này có ấn quá hình rồi có ấn ma thuật luôn, không có được phốc chuẩn như chuẩn chỉ vậy đó. Ghê, bài bài này thì mà không biết là update mới thì nó có khỏe lại hay không thì mình không biết nha, nhưng mà hôm nay ít người chơi lắm, ít người chơi đội hình này đó bạn, nhưng mà bây giờ mình thấy trâu dữ đó nha, hay là do mình thiếu đam nha, chắc là do mình thiếu đam, chứ mình nhìn nhìn mấy con tướng của thằng này mình cảm giác như nó không tính đó, nó không đủ tính để cái việc mà nó trâu dữ vậy đâu, chắc là do mình thiếu đam thôi đó. Đúng vậy rồi, trời đâu có bạc anh hùng được. Nó nè, rồng năm tiền hoặc Rayat. Con nào cũng được hết, một con cho tao đi. Đúng là rồng, đừng dành, dành, dành tao đấm vô trong mồm mày đó. Mày dành đó tao out đó. Dành cái mẹ gì. Đi vừa vừa phải phải thôi chứ. Vừa có con Rayat đã lấy rồi, xong rồi dành luôn con rồng năm tiền của tao nó. Cũng may là mình đây là hạng gần gần chót này, cho nên là mình chọn được. Hay quá. Giờ lấy ba rồng trước, tháo đồ ra gắn cho con rồng, hai đồ kia nữa là đép được rồi. Ba rồng thì cái lượng đam của con rồng cũng ok lắm. Rồi. Xong rồi nó có cung xanh luôn. À, cung xanh luôn bạn, để vô luôn, có nhầm nhò gì. Đúng rồi. Đúng rồi, hợp lý luôn, gắn vô thôi, có gì đâu. Để vô, mình không cần biết, có đồ cứ ghép đi rồi tới chút nữa tính sau 20 giây mua cái này được. Mua cái này được, để coi nó lên cái gì. Hóa hình, đúng rồi. Neko. Ây da. Hóa hình, đúng rồi. Hóa hình. Trời ơi, rồng năm tiền, rất tốt. Hay đấy chứ, còn con rồng năm tiền nó ngon đấy. Nè, bạn thấy con rồng năm tiền nó bay nè. Đó, bạn thấy không? Đó, nhanh chưa? Nhanh chưa? Đó, bạn thấy là ảo chưa? Cái này bạn mình coi Pháp Sư Trung Hoa nó còn gắn hai cái này vô nữa, nó bay còn còn ghê nữa. Cái này là mới một cái thôi đó nha, mà bay sát thương kinh chưa, ổn định liền 9.000 sát thương nha bro. Cái này còn chưa lên được 8 mô hình nữa, mình mà giờ chỉ chăm chỉ ấp chín thôi. Chăm chỉ ấp chín lên 8 mô hình thôi, 8 mô hình lúc đó thì sẽ hiểu đâu đâu mới là sức mạnh. Nhưng mà tám muốn tám mô hình thì phải có 5 tiền, pha 5 tiền thì chỉ lên level 9 là hợp lý nhất. Có rồng gánh rồi thì giai đoạn này thì 26 máu, hy vọng mình không chết quá sớm. Hết hiệp này hiệp quái là mình cũng có thể lên level 9 được rồi, xả hết tiền. Nè bạn coi nè, rồng nè, nó thổi ác lắm nè. Rồng thổi vô cùng ác luôn. Nè, cho, đó, bạn ơi, nó bay là bạn. Rồng siêu tốc, cái này là đội hình, này là đội hình rồng F1. Đội hình này là đội rồng 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 siêu tốc F1 rồi. Ghê không? Bắn à. Đó trời. Trời. Ghê nhờ. Khó bắt nó vô cùng luôn á chứ. Muốn muốn bắt nó là dễ hả? Oh my god. Bố mày di chuyển lạng lách đồ đánh võng. Rồng dân tổ. Trời đất ơi, xuất sắc. Được, đội hình rồng dân tổ à, hợp lý, nó phải thế chứ nhờ. Ít ra nó phải có cái tên nó chất chơi người dơi giống như vậy chứ đúng không, rồng dân tổ. Được, khá khen cho con rồng này. Mà mình thấy mấy pháp sư Trung Hoa còn gắn hai cái vô nữa, gắn hai cái là nó gấp đôi hả, gấp đôi nó bay còn ghê nữa, hay là nó chỉ dừng lại đó thôi. Nhức đầu quá. Ây da. Ôi bắn. Ôi mình đúng kiểu là gắn cái này vô con rồng nó bay nhanh hơn, nó bắn nhanh hơn, nhìn đã vậy nha. Ồ sướng vậy. Ác. Được, nghe hợp lý đấy, hợp lý đấy. Mình lúc nào mình cũng thích mấy cái đội hình giống vậy các bạn. À, lúc nào mình cũng thích mấy cái đội hình mà tóc tóc ta nó cao cao vậy. Hợp lý. Rồi xong rồi cái này mất căng nè. Giờ còn mảnh thì giờ không biết làm gì luôn thiệt luôn. Mảnh này không biết làm gì luôn mà. Thôi thì xả chín thôi, cố gắng xả chín thôi, được thì hết hiệp này nữa cũng được, mình còn hai mấy máu. Đó xả chín thôi, rồi bây giờ để tạm một con này vô lấy hỏa, bây giờ kiếm con Rayat.
Hiệp này thì chưa có 8 mô hình thì thua cũng 26 máu thì cũng không thua được đâu. Mà mình lên 9 rồi thì có thêm con can trường đằng trước nữa. Hy vọng là con rồng 5 tiền đằng sau chơi được. Rồng 5 tiền đằng sau có thời gian để chơi. Có thời gian để chơi rất tốt. Ba bích hết luôn mà lo gì. Ok, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Ồ đúng luôn á, là mình bao hết đằng trước rồi, cái hàng sau của mình nó nhẹ ghê. Tại vì đằng trước mình chia ra mình bao hết lại rồi, đâu có mò ra được hàng sau đâu, chưa kịp mò ra hàng sau nó đã rụng rồi. Đây nè, rồng bắn nè, trời bây giờ bao nhiêu số của con cái cuồng đao rồi trời. Ây da, như vậy mà thua nha bạn. Đội hình vậy mà thua nha, đúng là cái đời thiệt sự luôn, mình nói cái ván này thua cũng không chết, đúng rồi, nó phải vậy chứ. Ở hiền phải gặp lành chứ đó nè, thấy chưa anh em, thấy đi đó, đâu phải khi không vậy bạn nè. Đó hai đồ là vô thì con Rayard đủ dùng, nhận vào bản sao của mỗi tướng một vàng không thèm, trời ơi giờ mua là mệt lắm bạn ơi. Rayard trù đúng ra sau Sài Gòn đi trước về sau à, nghe có vẻ hợp lý quá nhờ. Rayard 2 luôn, rồng 2 luôn thì oh my god, siêu VIP luôn, đỉnh cao công nghệ luôn, hay quá nhờ. Ok, rồng rồng tiếp tiếp đi, tiếp tiếp em ơi, tiếp em ơi. Rồng bắn, ôi thôi rồng bắn, ôi trời, can trường với tao nè, tao cho mày bò trường luôn chứ ở đâu mà can trường với tao, bắn, ôi rồng bắn ghê rồi, đã chưa? Anh em thấy đã chưa? Bởi vậy mới nói tại sao mình lại chọn cái đội hình này là một trong những đội hình yêu thích của mình trong cái meta này. Không biết meta sau thì sao nhưng mà đi mà cái này mà giờ chỉ gặp ok thôi. Cỡ nào cũng chơi. Đội hình này thì giờ miễn là vô là ok thôi. Có đồ hoặc là có quá hình ra sớm là cỡ nào mình cũng đóng đội hình này. Bèo cũng vô tốt được top 4 mà bèo nhèo cũng vô được top 4 mà vô được top 4 thì quá khỏe rồi, đó gọi là đạt được mục đích. Nó chuyển sang thành một nhọt. Trời, không có luôn hai con. Cái trận này giống như cái trận bữa hổm, cái trận bữa hổm hai con đều một sao hết, mà bị trận bữa hổm thì may mắn nha, trận này không có may vậy đâu, không có may gì đâu, coi chừng chết chết chứ không đùa đâu. Đừng nghĩ là cứ có con Rayard với con rồng là ngon, hai sao đi rồi còn thở với tao, chứ còn mà mấy cái này là một sao này hơi bị ngon luôn. Ôi bắn rồi, bắn, ôi giời, bắn, ôi giời, bắn, ôi giời, được quá nhờ. Ây da trời, đúng là rồng, đúng là rồng, đúng là rồng thổi nè. Nó rồng nó phải cỡ này chứ, đúng rồi, đúng rồi. Ây da. Rồng ơi, rồng ơi, rồng ơi, rồng ơi. Rồng ơi, gánh liền. Rayard cũng ghê, Rayard 7.500 đam nhưng mà lè lưỡi hơi sớm. Lè lưỡi hơi sớm cho nên để rồng gánh hết. Rồng đây rồi. Mà thằng nào yếu máu hơn tao nữa, nói thiệt tụi mày, yếu thằng nào yếu máu hơn tao bây giờ? Mình đã cho rồng nó ăn hết con mẹ nó máu của mình luôn mà giờ làm sao tôi yếu hơn tao được, đúng chưa? Rồi có rồng hai rồi, nó lại tuyệt, nó lại tuyệt vời luôn. Ôi giời quá khỏe, có rồng hai mà rồng siêu tốc hai thì bắn cho thì đã luôn. Rồi bây giờ tiếp tục cho ăn, mình nói thiệt bây giờ cho ăn còn một máu thì nghỉ cho ăn thôi chứ giờ sao, chấp nhận luôn, chấp nhận luôn. Ây rồi ăn vô rồi nó đòi bây giờ đưa hết luôn bốn máu hả, cho ăn thêm một cục nó vẫn còn được, yên tâm. Trời ơi, con Nasus lên được hai sao ngầu nhờ. Ôi à khó nè, bây giờ làm sao để con Rayard lên hai thì mình mới tự tin hơn. Thôi mà nói chung có rồng hai đằng sau là cũng nhẹ nhàng rồi, nhẹ hơn nhiều rồi, nhưng mà ok. Ok. Ồ rồng thổi, thổi đi em, thổi nữa đi, đừng để cho nó mò ra hàng sau, đúng rồi, thổi mỏng như vậy thì rồng sau nó thổi cho thì bệnh luôn chứ ở đó mà xạo hả. À ngon, đúng là rồng ngon, đúng là rồng ngon. Mà nói thiệt cái team này lúc nào chơi nó cũng sướng, lúc nào chơi nó cũng sướng, không có lúc nào mà chơi nó không sướng, nó đã dễ sợ luôn, kiểu cảm giác giống như mình lên được 5 tiền rồi thì bá chủ bầu trời luôn. Ơi chà, ok, từ từ nha. Bây giờ Rayard thì chưa có nè.
cho ăn thêm luôn, một máu thì một máu chứ ngại gì bạn. Một máu thì một máu, vừa vừa ba máu cũng chết, một máu cũng chết thì một máu thôi chứ làm gì. Ai chà. Ghê. Đây rồi. Ây da, thằng này có con kia đang đằng sau nhìn ghê vậy. Trời ơi, rồng thổi thì thôi luôn. Đó, rồng thổi xong rồi Savannah nó quẹt cho nữa. Trời ơi, nó còn nhìn con nó hồi máu à. Còn nhìn con nó hồi máu. Ôi trời ơi. Ây da, khá ngon đấy chứ. Bây giờ chỉ cần ra F2 nữa thôi là mình tự tin hơn 100% là mình lọt top 2. Trừ khi là thằng kia nó có 10 kỳ quái hay là cái gì đó thì nó may ra nó mới giật được cái top 2 của mình thôi. Không, không bao giờ luôn. À. Nào, 5 tiền em ơi, cố lên, tha tao cho ba con Varus, nhìn thấy thèm dễ sợ không? À, bạn coi là ba con Varus nhìn thèm chảy nước miếng luôn, nhưng mà đội hình này dùng Varus để đâu? Khổ vậy đó chứ. Đội hình này rồi Varus để đâu, cho nên là bắt buộc là chúng ta không mua đó chứ, không mình cũng ghê đấy. Ồ chà. Nào để coi cái cục bò vàng vàng đó gì. Ban xuống cho ta một con Reat nữa thì sao? Trời đất ơi đồ. Này ghê nè, cái này mới khó nè, áo choàng lửa nghe có vẻ hợp lý tại vì team mình chưa có áo choàng lửa. Đây. Đương nhiên rồi, đưa cái bùa đỏ cho con này luôn, hy vọng là gánh được. Ấn tạp hệ quan trọng cao nhất hả? Để coi thích rồi. Vậy thì cũng đưa đâu có đưa cho con rồng 5 tiền được đâu. Trời ơi, mua cái đó tốn tiền dễ sợ luôn. Hết slot bạn ơi, hết slot để rồi. Tám mô hình thì trâu đây rồi, đúng rồi, tám mô hình thì trâu rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình vẫn tự tin vô khi mà con Rai S2 lắm. Rai S2 bạn ơi. Ba đồ này đứng nó vào cho thì thôi luôn, nhanh chóng. Ui giời. Được nè, được nè, trời ơi. Được nè. Ui nhưng mà cái con này nó ghê nè bạn. Cái con Ziwen nó đúng ghê luôn á chứ. Nó đứng ở trong đó một mình nó cạp hết mà. Thử coi mày mạnh cỡ nào. Tao thử coi mày mạnh cỡ nào nữa. Cười cái nha. Ok. Nào cố lên. Đây rồi có Nami để biết sao. Nami này lên 10 luôn. Để làm gì. Nami này 10 kích hoạt cái CC lớn cho con. Cho đội hình. Nó Nami nó phải cung cấp một lượng CC lớn rồi chứ sao. Vô cùng lớn luôn chứ không phải lớn bình thường. Nó chỉ cần lóc lên một cái tưng lên rớt xuống là có thể mất đi ba mạng luôn rồi đó. Ghê chưa. Ghê nè, ghê nè. Bobby hả? Xin lỗi bạn nè, cho bạn nhìn cái ống máu của Rayat coi. Bạn nhìn cái ống máu của Rayat của mình coi. Rồi ai giết nó? Ai giết nó đây? Trời đất ơi, tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn á chứ. Đây nè, đây nè. Đây nè, 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 đây 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 nè, ghê chưa. Thầu con rồng vậy các bạn, con rồng nó thổi thế đó mà gần như là cái đam không bằng con Rayat nó đam được. Con Rayat nó vào ghê quá. Một máu không chết, một máu là do mình chủ động luôn á nha, một máu là do mỗi hiệp trừ ba máu, còn đúng một máu luôn. Một máu bây giờ thắng, một là thắng tới chết. Hai là thắng để vô địch thế thôi. Không có cơ hội để làm lại đâu bạn. Bây giờ thắng là một là thắng hết sức có thể luôn, không thôi. Thua cái là đi luôn, nhưng mà hai con này hai sao rồi đi kiểu gì nhỉ? Mà tám mô hình nữa nha bạn. Tám mô hình chứ không phải là quá hình bình thường nha bạn. Cái này là tới là tám quá hình lận. Chứ nếu mà là quá hình bình thường thì không nói đi, nhưng mà tám quá hình đó thì tới liền à, tới liền. Thổi đi em, đúng rồi, thổi nữa đi rồng ơi, thổi nữa, thổi lửa lên em, lừa thiên cao nguyên. Ôi đây nè, trời ơi. Đúng là đổi, nó đổi vị trí liên tục luôn bạn, con rồng này. Wow, con rồng này muốn bắt nó cực kỳ khó mà con Rayat kìa. 12.000 đam.
Ồ, đây là đúng đồ của React rồi hay sao? Cái đam nó to thế nhỉ? Bình thường cái đam hai hai đứa nó bằng nhau á, mà hai đứa con rồng 5 tiền với lại con React nó 5 tiền á, nhưng mà sao bây giờ tự nhiên con React nó khỏe thế nhỉ? Lại rồng, nhưng mà thôi tao đâu có rèm nữa, rồng làm gì bạn, rồng làm gì cho nhiều không. Ây chà, một máu rồi cũng hên không gặp cu khiêu vũ á, chứ gặp cu khiêu vũ dáng này dám đi lắm. Đội hình thì mạnh á, nhưng mà mạnh thì đánh người thôi, chứ còn mạnh mà về theo kiểu cái dạng là đằng kia là thua đó. Ôi chà, làm mới toàn tướng 4 tiền, tao cần tướng 4 tiền làm cái mẹ gì nữa thiệt luôn á. Bây giờ tao đang cần những cái chỗ mà giống như là 5 tiền rồi các loại ấy, chứ còn 4 tiền đội hình này đâu có bao nhiêu, đâu có ai. 5 tiền kìa, 5 tiền bây giờ, nhưng mà bạn coi hai con 5 tiền của mình cỡ này rồi thì cần ước mơ gì nữa bạn. Ước mơ gì nữa. Ây chà, cũng kinh đấy chứ. Không, nhưng mà con Reat rồi bạn, con Reat nó wow mà. Đó, nó nhảy ra trụ, nó nhảy ra hàng sau nó wow cho thì đúng kiểu luôn, là má cốc thét luôn á chứ. Ôi giời, giời. Ô, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, đừng đừng đừng, hay hay hay, hú hồn chưa, vẫn thắng bình thường, con Rayad vẫn đam to bình thường. Ui, hai thằng một máu luôn hả, ghê nhờ. Hai thằng một máu luôn, mình cũng một máu nhưng mà nó cũng một máu luôn, hai thằng lì. Cái thằng này biết sao giờ mà đánh cái thằng đầu bảng là xuống hạng ba mới mới ngờ mới nhục. Bây giờ đánh thằng đầu bảng mà xuống hạng ba mới nhục. Bây giờ cái thằng đầy máu top 1 đó bây giờ thua hai thằng một máu rồi mới tục. Cái đó mới gọi là hợp lý chứ, nó mới kịch tính chứ, nó mới content chứ, đúng không? Trời, sao cái hiệp này nó chạy lâu dữ vậy ta? Ồ, không biết tại sao luôn, bạn coi nè, hay nó lắc á. Bạn thấy cái ống đó, thường thường là nó là cái xoẹt qua là nó xong liền à, không mày mò. Khó khó lắm bạn ơi, bài này làm sao mày thắng được tao. Con Rayap mình còn sống đang tích số bên kia, con rồng bên đây thì đang tích được 20 số rồi đó nè. Con Rayap nó wow kìa bạn coi kìa, đó nó wow nữa, solo Zwen luôn, solo Zwen luôn, trời nó tới công chuyện nữa luôn. Rồi còn chung kết đúng không, mình với thằng đầu bảng đúng không, được, mình với thằng đầu bảng, pha này xả 10 để Nami vô. Pha này xả 10 để Nami vô lấy lợi thế là hợp lý, đánh hết hiệp quái này là đẩy 10 liền, xong rồi để Nami vô lấy lợi thế. Nếu mà Nami mà nó có cái sóng thần mà nó hợp lý thì pha này thì dễ chịu hơn nhiều. ok, trời quái này 6.7 đây hả, cũng hay nhờ. Ôi, cái trận này lâu nhờ, mới 6.7 mà nó gần 40 phút rồi nè. Ồ, trận này chờ đợi hơi lâu đó. Ai à, mấy sao chép tướng, mấy sao chép tướng bây giờ lấy làm gì. Đóng 10 tiền để con này vô cái là có 52 luôn hả ta, thế thì tốt quá nhờ nè. Đó, vậy nó để vô là quá ngon luôn rồi. Ôi trời ơi, sao, ôi, sao mà mình qua qua bàn cờ của nó mình không nhìn thấy nó ta. À, hay là nó qua nhà mình rồi là mình nhìn thấy nó không được. Ôi sao kỳ ấy, hay là mình qua lộn nhà ta thiệt luôn. Mình cái trên cái điện thoại này bấm á, cái mà cái avatar bên đây thấy bạn thấy nó to vậy chứ mà trên cái điện thoại nhỏ xíu à, bấm toàn lộn không à. Bấm toàn lộn một cái này qua cái kia không à, tục dễ sợ luôn nè. Đây nè, mình ta nói rồi, game nó lắc lắc sao đứng đứng khó chịu lắm nha. Đừng hắc lắc nữa, đừng hắc lắc nữa, chơi đàng hoàng đi bro. Ây da, đây nè, rồi wow, khó nè, khó nè, một máu nhưng mà tao không có thua, ok chưa, một máu nhưng mà tao thắng. Ok, anh em đang xem để lại cho mình một like, ai chưa muốn đăng ký một nút đăng ký ủng hộ channel mình nhé, cảm ơn dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người, chơi game vui vẻ nha, bye bye mọi người.